Hey yo, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bún. Anh em ơi, cái làn virus zombie ở trong Roblox càng ngày nó càng lên cao rồi. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ cùng team B Quy Thành vào để chống lại cái dịch bệnh virus zombie nha. Và tiêu diệt hết tất cả các bọn zombie để cho cái thế giới ở trong Roblox nó được xanh sạch đẹp hơn. Rồi, anh em nào tò mò xem ngày hôm nay team B Quy Thành chúng mình sẽ làm được những việc gì thì hãy tiếp tục có view rồi nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn subscribe của gái đấy nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Vâng anh em ơi, team chúng mình đã có mặt tại đây rồi đây. Đây là cái khu tập kết để chuẩn bị lên đường giải cứu thế giới đây này. Anh em có thể thấy những người đồng đội của tôi vừa đi giải cứu về, hơi mệt, ngủ một giấc. Đấy, đây hai người đồng đội. Và không những thế đâu, ở đây có Wheeler nữa rồi. Và anh Bí Quy Thành lạc lối đâu rồi, đông quá. Anh Bí Quy Thành ơi, anh Bí Quy Thành đâu rồi? À đây. Bùn anh đi đằng sau, Bùn không biết được. Anh đúng như kiểu điệp viên không thấy các bạn ạ. Không thấy thì làm sao mà đánh nhau được anh ơi? Không thấy thì địch, không thấy thì mình mới trốn được em ạ, không cần phải oánh đâu. Đúng à rồi. Ok anh ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiêu diệt hết những cái bọn zombie nó đang lây lan dịch bệnh ở bên ngoài kia. Ok. Và chúng ta sẽ kiếm cái trực thăng nào có 3 người thôi. Ok. Ba người kia. Trực thăng này ok anh ơi. Đang dịch chuyển, đang gì? Đây em nghĩ là bên này đã đi. Bên này đã đi. Xong chúng ta sẽ một phát. Rồi xong rồi, mất slot rồi. Đây rồi, Wheeler đâu? Mất slot rồi. Cái bạn lực 73 kia. Các bạn chạy nhanh thật đấy. Đùa. Em nghĩ là mình đi cái này đi. Mình đi cái 4 này cũng được. Ok, đi cái 4 đi. Đi cái 4 cũng được. Wheeler đâu rồi? Tôi ra luôn để tự lên trước này. Cho một bạn may mắn nhất có thể chơi cùng nha. Ok. Ok, một bạn đã lên rồi, phú 4 full. 4 trên 4 full luôn này, rất nhanh luôn này. Rồi, bạn có phù thủy cơ à? Được đấy. Ui giời ơi. Bạn ơi, cái tay này là cái tay siêu nhân hôm nọ ở chiêu anh em mình này. What? À. Rời đi. Ốp xong rồi em bị đơ rồi. Còn 14 giây nữa mình có thể lên thăng. Em tưởng em bị đơ không vào được. Nãy em bị đơ mà. Bạn Wheeler bảo bạn này đừng có chôn Việt Nam đấy nhá. Cay lắm đấy. Ok, bạn này không chôn Việt Nam đâu. Này, đây ạ, bạn mà đang xem livestream của tôi thì bạn đừng có chôn Việt Nam nhá. Bọn tôi không làm content được đâu. Bạn không có video bạn xem đâu, tôi nói thật đấy. Ok. Sao em mãi chưa dịch chuyển ta? Mọi người dịch đông quá. Khả năng đông quá rồi, chưa dịch chuyển bạn đây. Đâu rồi? À đây rồi. Cái gì cho em xin đang dịch chuyển đây. Ôi còn không biết thì. Và đây sẽ là ngày chúng ta có hai chế độ, chế độ bình thường và chế độ cứng. Thì video đầu tiên chúng ta sẽ chơi chế độ bình thường trước đi. Và đây là cái bản đồ cổ điển. Anh Thành vẫn chưa được vào này. Anh Thành lại đâu rồi? Anh không dịch chuyển được do có lỗi. Ôi trời ơi. À đây rồi. Anh Thành đây rồi. Chúng ta đang ở một cái hoang mạc hẻo lánh. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bắt đầu xây căn cứ. Em sẽ xây cho mình một cái căn cứ ở đây đi. Chỉ kiếm cho mô đất là bằng phẳng cái đã. Đây, lên cho bãi cỏ cái đi các em ơi. Lên bãi cỏ anh em ơi. Xây lên bãi cỏ cho cao. Thật chỗ đấy cho nó xanh mơn mởn. Ở dưới này toàn cái gì á, bạc màu á, nghèo là trông là, không thấy tí sinh được là. Đây là còn đây là thảo nguyên. Chúng ta đã có một cái lều ở đây. Ở bên trong cái lều chúng ta sẽ xuất hiện một hai người. Một người đang bị bệnh, một em gái đang bị bệnh. Anh Thành ơi, cứu giúp em đấy. Đâu? Đi. Gõ búa vào đầu. Ôi, ok anh. Trời ơi, anh cứu được gì anh? Của mình mà anh ơi. À đồng đội à, anh tưởng là kẻ đây là zombie. Và chúng ta vào đây chúng ta sẽ có thể hồi máu nhá. Ok. Cái này là cái phân công công việc này, cái này là như nào nhỉ? Cái này là cái bảng phân công công việc. Dân thường có một này, dân xây dựng bắt đầu mình kiếm một người xây dựng đi. Đấy, anh sẽ xây dựng này. Anh sẽ bắt bây đầu. Giờ phải chia nhau ra nhá. Rồi, bây giờ là tôi sẽ đi đốn gỗ này, tôi sẽ đi làm anh tiều phu, tôi đi đốn gỗ này. Rồi, chúng ta sẽ đi đốn gỗ, đi đốn củi. Và mình anh đi đã. Có tiền để mình xây những cái đồ vật dụng tiếp nha. Anh đi đào cuốc đá. Em sẽ xây một cái block ở đây này. Chúng ta đang có 110 đô. Đây. Xây cái block ở đây mới được anh em ơi. Anh đang đi đập đá nhá. Ở đây nhiều đá lắm em ơi. Anh Thành đập đá ở côn lôn à? Không, đập đá ở đỉnh đồi. Đây. Không có vũ khí ta. À chúng ta đập đá chúng ta cũng ra tiền nha các bạn ơi. À nhầm, chặt cây chúng ta, chặt gỗ chúng ta cũng ra tiền nha các bạn ơi. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu xây dựng những cái chiến binh. Để tí nữa chúng ta sẽ chống lại những cái con zombie độc ác. Đâu, zombie đâu? Để tí anh ạ, tí nữa, trong vòng 2 phút nữa, gần 3 phút nữa. Anh đào thùng quả đồi này luôn để lấy hết đá.
Rồi. Mọi người ơi, mọi người mua lông dân đi. Mình cần 5 người lông dân kìa. Ô, kìa, có zombie đang xa xa này. Ủa, đâu, đâu, đâu bạn ơi. Ui, zombie ấy. Mình có dao, mình có kiếm anh em ơi. Thôi bạn ơi, thôi bạn ơi. Thôi, 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 thôi. Thôi cái gì, lên đây chém nó luôn. Tặng người bố láo này. Mình chưa gì. Một đứa ra đi rồi. Một đứa ra đi rồi. Đâu, 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 đâu. Đây, 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 đây. Em có con dao đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta phải tiêu diệt hết những cái bọn zombie lây lan cái dịch bệnh này mới được. Nhưng mà nó chưa đến đây mà bạn ơi. À đúng rồi, thôi khả năng em đi farm đi. Tí nữa trong vòng 2 phút nữa chúng ta sẽ được. Ôi làm gì anh Thành làm gì các bạn ơi. Đây là cái củi này không biết đến một quýt không lấy được đồ. Đây vừa nói xong. Ờ đốn củi này là mình được tiền đó các bạn ơi. Đúng rồi, tuyển dụng một người sống sót ở để tham gia trại của bạn này anh. Đây rồi. Ơ chạy mình đâu nhỉ, chết rồi. Ơ cây này chưa lớn. Ơ cây này chưa lớn, chưa đốn được anh em ơi. U mình mua được dân này, mình như gọi là đế chế luôn này. Đúng rồi, mình mua được dân để tí nữa có con tiêu diệt bọn zombie cho mình nữa bạn ạ. Ok, mình sẽ mua anh này nhá. Ơ sao mình không mua được các bạn ơi. Áo thật đấy. Ơ bấm vào đâu để đồng cỏ xanh mướt như này. Anh mình sẽ mua một đây rồi. Anh bấm vào số 3 đấy. À, chưa đủ tiền. Mua anh này vậy. Anh mua được cái gì đây? Từ đây. Anh cắm cái này để đây, hình như là có tác dụng là đào đạ. Nhưng mình làm sao để không mua được công nhân nữa này. Mọi người ơi, làm sao để spawn ra nhỉ? Spawn ra công nhân nhỉ? Bấm hay là mình mua nó tự spawn vậy? Mình mua mình được đặt nó mà, mình được đặt nó mà. Tôi có đặt được gì? Anh đặt ở đây cái này cần sửa chữa. Em sẽ tuyển dụng cái thằng survival này để làm như công nhân cho mình. Đấy, tuyển dụng thêm một công nhân nữa. Bây giờ tôi sẽ 200 tiền tôi mới mua được thêm một cái khung nữa các bạn ạ. Mọi người, thế thì tôi phải đi farm thôi. Có 4 xu nữa, 4 đô nữa để mình có thể mua được một cái thằng lính bắn súng này. Đây cái này cần sửa chữa này mọi người. Ui không ai sửa chữa hả? À? Ê có một lốc rồi. Ê sửa chữa cái mình được. Ui sửa chữa cái mình được tận 150 đô. Ngon. Ờ anh vừa đặt cái đấy ra mà anh không biết sửa. Ờ thế là xong luôn rồi. Đây em mua thêm một thằng lính bắn ở đây. Vẫn thiếu. Ok vậy thế là hết tiền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây thêm doanh trại. Ui cái gì đồ đỏ kia mọi người. Đầu lâu kìa. Chuẩn bị boss nó sẽ xuất hiện ở đấy đấy. 10 giây nữa thôi anh em ơi. 10 giây nữa thôi. Vậy? Mình phải xây thêm những cái rào chắn thôi. Một cái bẫy. Ôi, tôi hết tiền rồi. Hết tiền rồi, tôi đi đào gỗ tiếp đây. Cải thiện khả năng 100 tiền chưa. Ui. Có súng được này. Em sẽ xây cái trông ở đây. Rồi. Tất cả chỗ này là cái chỗ mình đang đứng là cái chỗ khu vực an toàn là có vòng bo màu xanh các mọi người ơi. Đúng rồi. Rồi, zombie bắt đầu lũ anh tạc dần rồi anh em ạ. Cẩn thận nhá. Rồi tôi cầm sẵn cái kiếm đây các bạn ơi. Tôi cầm sẵn cái kiếm nhá. Ôi anh Thánh ơi, em xin lỗi em chém nhầm. Ha, à, không mua cho mình, Kìa rồi, bọn zombie nó đến kìa anh em. Cầm súng không lên, này. Cầm dao lên. Trời ơi. Đây này. Đây. À, cho bị hiểm trò, nó phải đi lên. Chém luôn anh ạ, xuống đánh hội đồng luôn cái thằng zombie này nữa. Anh à. Mày hả bự. Đẩy luôn, này thì đây này. Ba đánh bộ không trột cũng què à. Què rồi. Đây, ngỏ mời nó ngỏ mời. Đến rồi anh em ơi, nó lại đến rồi. Không cho, nó, không cho nó xâm nhập vào cái doanh trại của nhờn, mình nhờn, được. Nhờn này. Trời ơi. Tiếp tục. Ở đây mình có một cái hàng cái gì đây? Đây là gọi là cái gì nhỉ? Hầm trú ẩn à? Mình sẽ phải xây một cái gì đấy dưới hầm trú ẩn đi. Mình có thể vào nhà để hồi máu nhá, vào cái lều của mình để hồi máu nha, nhưng mà nó đông quá. Anh em ơi ra chém. Đấy, tôi phụ. Đã phá lều kìa. Em đã phá nó. Đây có lính, nhờn, có lính nhờn. Mà mình có lính mà. Cái thằng súng này không đứng dậy bắn đi. Bụt ơi, lính mình ngu quá đào hố cho mình bắt dưới hố rồi. thằng đồng đô mình đang đào hố cho lính rồi. Nó đang đào tiền anh ơi, nó đang đào tiền. Sử dụng vòng thủ và mua vũ khí để sống sót đêm nay. May, ai à, con zombie. Em chém luôn này. Chém luôn. Rồi. Sủi ôi. Cứ hội đồng nó là kiểu gì là cũng tan tác cuộc tình thôi mà. Rất nhanh luôn anh em ơi. Rồi, lượng máu của mình, đấy lại đầy, gần đầy máu luôn. À, nó tấn công nào kìa. Nó phá nhà này, phá nhà này. Rồi, anh em sống sót qua ngày đầu tiên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng tiếp. Vào đây để healing. Ủa sao không healing được? À đây rồi. Ok. Chúng ta sẽ để xem xây được cái gì đây. Lâng cấp có tiền không? Không hết tiền rồi. Đào vàng anh em ơi. Đi đào vàng anh em ơi. Đào đất, đào đá này. Đào cho mình một cái hầm thật đẹp đi. Cái ông này tôi không hiểu ông này đào cái này để làm cái gì luôn đấy chứ. Mà cứ đào một cái hố như kiểu là mà thành Manchester cho nó tứt ra. Rồi, ta không biết ở chỗ dưới này có cái gì không, có tiền, có bạc gì không ta, có kho báu gì không ta. Đây, ông đồng đội như ở đào hang cho MU anh em ạ. Rồi, đấy. Rồi,
nào đấy 200 tiền để mua bác sĩ. Wow, sống sót qua đêm 1 chúng ta sẽ được cái gì đấy? Tiền. Chúng ta sẽ được cái gì á? Chọn phần thưởng của bạn, một người sống sót hay là tiền? Em nghĩ là người sống sót đi. Em vừa chọn một người sống sót. Tôi chọn tiền rồi bạn ơi. Huy chỉ tiền nữa các bạn ạ, Huy chịu luôn đấy. Huy là cứ tiền là tiền thôi, chỉ thích tiền là tiền thôi anh em ơi. Nắng lên thôi anh em ơi. Em nghĩ là có tiền thì mình mới xây được nhiều thứ chứ đúng không? Mình mới đầu tư được. Mình sẽ đào những cái hố ở quanh quanh đây đi, cho chúng nó sẽ không vào được. Ok luôn, để anh đào hố. Ôi giời, em vạt cỏ gì hay sao ấy. À, nắng thế quá, nắng quá. Ơ, làm đồng ở đây à? Sao thì chả thấy rằng làm đồng cái thì ăn hại thế nhỉ? Thằng này thằng có là súng này mà lấy nó tấn công zombie tấn công nó không biết dùng súng để nó đá anh ảo thật đấy. Đâu là cho súng, là... súng đâu, cho nó súng đâu, chưa mua mà. Đây này anh ơi. Ơ, sao nó... đây là cái súng to chà bá lửa luôn đây này. Đây đây đây, cái mỏ lết bắn. Đây cái mỏ lết mà. Nó chưa có súng. Đây đợi đợi tí anh Đào có tiền anh mua súng cho nó. Chết rồi. Nhé, mỏ lết. Ê nó đây này, nó có cái khẩu súng ở đằng sau lưng nó nè. Rồi anh em ơi. Có một khẩu súng đằng sau lưng nó này. Mình có thể cải thiện cho nó lên là tăng giáp này, tăng hỏa lực cho nó này. Chết rồi, kiếm cái đồ để farm đấy anh em ạ. Eo ơi, sao mà mấy cái cây ở xa vậy? Đây có cái cây chết keo chết khổ ở đây này. Hình như là mình đặt lèo hơi sai vị trí rồi, đặt lèo cái chỗ không màu mỡ tí nào cả. Đúng đúng. Đúng rồi, chỗ này nghèo nàn quá các bạn ơi. Bùn đặt nhanh quá, anh đã chọn vị trí đâu, bùn gà thật. Rồi. Bây giờ bắt anh đập đá để kiếm tiền đã chịu luôn rồi, anh đập nãy giờ bỏ hết cả đầu luôn rồi. Thằng này nó còn đập. Anh đập đá thì lại đập mỏi đầu. À đúng rồi, anh. Đây. Anh dùng thiết đầu công đúng không? Ờ, thiết đầu công các bạn. Bây giờ là để im anh mua là tốc độ bắn này, cải thiện này. À, thằng này đáng đi farm cây chúng nó dám trời. Đây rồi, em chưa mộ được một cái thằng lính nữa. Thằng này ra đây. Bu đợi xem anh nâng cấp lính này ngầu chưa? Ôi, đợi em tí, đợi em tí, em đang tuyển dụng thằng này về làm lính của mình. Đây, đây. Okay. Ra xem này. Ngầu chưa này? Ngầu chưa này? Em ui ôi, nó làm lính mà nó không đi nữa này. Ê, bọn zombie này còn có cả trò chơi mạo hiểm trượt cỏ anh ạ. Đây này, lính bọn nó đang đến xin làm nhân viên của mình này, anh em tuyển dụng nó đi. Ok, đây bu xe này, chưa xem lính của anh nâng cấp à? Đây cái đây. Thằng em vừa bảo anh nâng cấp cho xịn luôn này. Ủa, nhìn như kiểu nó như kiểu ấy nhờ, sát thủ điệp nó vung vũ ấy nhỉ. Ờ, hơi oai xào lại đây. Mình phải để cho nó xa ra một tí đi các bạn ơi. Nào ông, anh em nào phỏng vấn thì đến gặp tôi nhá. Tôi là trưởng ban gọi là cái gì nhỉ? Trưởng ban nói là man các bạn ạ. Em tuyển dụng thêm được mấy thằng người nữa rồi. Anh em đặt người ra đi. Ai có tiền đặt lính ra đi. Để tí nữa nó còn tiêu diệt zombie. Nhưng mà sao cái trại của mình nó chỉ có ngọn lửa máu. Ai mà biết được. Đây, mình sẽ đặt thêm một. Ui, có cả squad bắn súng phun lửa 700 tiền này các bạn ơi. Tích tiền để mua anh này nhá. Đâu, squad đâu? Nó có là kiểu mặc cái bộ máy phun lửa này như gọi là ở trong phòng thí nghiệm anh ạ. Rồi, em xây mấy cái block này làm gì nhỉ? Thừa tiền thật sự. Bùn đại gia xây lịch ta linh tinh kìa các bạn ạ. Chết rồi. Nào xem là... Ôi. Vòng bo chúng ta đã bị thu hẹp lại khá rồi đây này. Hỏng rồi, bây giờ lính của mình yếu xíu này, có ổn không? Thật đấy, nông dân để đi vào đây là gì đây? Thường dân này. Đi đào tiền tiếp đi. Thường dân này là chưa có nhiệm vụ anh ạ, bây giờ mình phải phân công. Mình phải bắt nó đi làm đi, ví dụ mình phải phân công anh ạ. Mỏ, các thứ. Bây giờ là sẽ cho một người xây dựng đi, à không, chưa có đây, các bạn ạ. Cho xây dựng đây, anh cho một người. Cho nó... Ồ, hết rồi. Nó hồi lại cái lượng máu ở cái lều của mình. Đây này, đúng rồi. Bọn zombie là buổi tối là đến đông lắm nhỉ. Rồi, còn 20 giây nữa thôi, anh em sẵn sàng chưa nhỉ, sẵn sàng chiến đấu chưa nhỉ? Sẵn sàng rồi, let's go. À mình còn chưa nâng cấp vũ khí của mình vẫn dùng cái con gọi là dao cùi bắp. Đâu nâng cấp ở đâu vậy? Anh bấm vũ khí ở bên cạnh anh ơi. Ui, có súng lục, yes sir. Ui, Huy Lực có súng lục luôn á. Chết rồi, nãy mình dùng tiền hơi thừa. Thành ra hơi sai rồi anh em ạ. Rồi, làn sóng tiếp theo đã bắt đầu đến. Ơi. Tập trung. Chúng ba ra cái gì á? Tập trung để chuẩn bị. Sao ông nào cũng đào cái hố ở đây vậy? Đi cứ thọt đấy. Lừa hồ đấy, lừa cho zombie nó lùi xuống đấy. Đấy không? Nên mình còn bị lừa chứ nói gì là zombie hả các bạn ơi? Đây, anh lắp quả đèn đấy cho đẹp. Ôi mọi người ơi, mua cái khẩu súng lục này nó còn tặng cho mình free cái đèn pin luôn đấy chứ. Được của nó đấy. Đèn pin vào bạn ơi. Wheeler bắn ơi, để tôi cover bạn ở đây. Ở đây có hai con anh Thành ơi, cứu em. Có tân hai con lợn, đây là đây. Ui, đông lắm. Đông thật sự luôn ý. Nó phải tầm 3-40 con. Mày à, mày hả bữa ấy. Yeah. Chiang.
công phu cực ngu. Úi rồi, thằng này phi phi cực gắt luôn mà. Đấy rồi. Phi giáo. Thế một thằng zombie ở dưới này nữa, khả năng là không cho nó xâm chiếm lãnh thổ mà mình đến xâm chiếm lãnh thổ của nó luôn. Tình hình là cái ấy này nó đẻo quá. Cái khẩu súng lục này đều lắm. Thật, không bằng cận chiến. Bây giờ thà luôn cận chiến chém còn sướng hơn. Đây rồi, lính của mình đâu? Lên anh nó. Phi đi. Đúng phi đó. Phi ơi. Xuyên lên hoàn trưởng. Đúng. Hay rồi. Cánh này nó lên cánh này anh ơi. May à bưới. Nhọn này đấy. Ấy à, số 5. À, nạp đạn đi, giỏi ơi. Để em luồn mấy thằng này ra đây. Lính bên của mình bên này đứng chả thấy tác dụng gì các bạn ạ, vì bọn nó toàn tấn công ở bên kia. Ôi em bị nó cắn hơn, mất nhiều máu quá, hồi máu cái đó. Đây. Để tôi bắn cho. Anh bắn đây, anh đánh đây, em đánh, anh bắn tầm xa à. Được rồi. Ok, ui bọn đấy đấy. Mấy thằng zombie này lựa dăm ba cái thằng này em chém cho lát tan của tình thì thôi. Mày tuổi gì? Tuổi công an con, vào đây. Được rồi anh em. Nhân hả bưới. Ui không. Các bạn ơi, tôi có khẩu súng lục và tôi không mất một giọt máu nào luôn. Được đấy chứ. Ôi, đây này, Wheeler, súng lục của Wheeler. Đêm hơi bé nha, đêm qua 4 đêm hả? Mắc 7 bạn ơi. À, thế bằng cái đây. Kiếm này của mình ấy chứ. Đánh cho trưởng luôn. Đâu rồi, còn con nào nữa không? Ra lốt đời. Sáng rồi. Ra lốt đời. Trời đã dần sáng rồi. Mà sao mày vẫn đến đây xâm chiếm đây? Trời đã dần sáng rồi. Nào, liên hoàn đánh luôn. Rồi. Dạy múa lên đi. Yeah. Dạy múa lên đi. Em nghe lấy tiền đi. Lấy tiền. Vừa nãy mọi người bảo mình tham tiền các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ phải lấy người thôi. Bây giờ bọn mình lấy tiền. Bút đã. Ok. Mở khóa mặt nạ khí này, súng trường này, tặng thêm 30 hộp sọ này, 89 R-book à đúng không? Mua luôn. Ôi giời, anh Thạch đầu tư quá ta. Mình có thể mua cả giáp nữa này. Đây anh mua thử xem được là cái gì. Ui. Hết tiền. Đâu. Khả năng phải hủy cái block này để lấy tiền thôi. Hủy. Ủa, nhiều sọ. Block này để lấy tiền. Nhiều sọ để làm gì anh em? Sọ anh em thử cũng vào cửa hàng xem nào, anh thử vào cửa hàng xem nào. À, ai xa. Đây này, ui. Có giáp này, có cả Takala, có cả mắt kính các kiểu luôn mà. Ờ, ba. Hết. Ui, có xe này, nhưng mà anh thiếu mấy sọ nữa thôi. Có xe ô tô anh em ạ. Đây này, con 35 sọ. Mỗi và phần nào ui này sọ đây sống sót mỗi ngày mình sẽ được một sọ mà lem các bạn ơi, mười lem đấy. Ôi, thiếu một xu nữa này, phá luôn. Ôi, làm sao lấy được súng ra đây em? Anh bấm số anh ơi, anh mua khẩu súng nào thì anh bấm số. Có thấy đâu. Ơi anh vào cái phần nâng cấp nghiên cứu này thử xem nào. Chưa nào. Wheeler mua súng ở đâu ấy? Bấm vào vũ khí bạn ơi, ở bên cạnh nó có ba ô nghiên cứu vũ khí và áo giáp này. Đâu khay không bấm vào được nhỉ? Đây vũ khí đây. Áo giáp xem nào. Bây giờ hơi ngốn tiền thôi, đâu mà mình cũng sẽ mua cái khẩu lục này và mua thêm đồ hơi chát nha. Một cái mũ đi, mũ 1 à. Anh select luôn, nhìn chất chơi người rơi luôn đi chứ. Anh không bấm được vào thì cái gì ấy. Tôi vừa mới bảo là trời nắng bây giờ đâu, trời nó mưa vỡ đầu luôn rồi các bạn ơi. Sao bấm vào không được vũ khí này, bị lag các em ơi. Anh Thành bị lag rồi, vũ khí nhiều lắm, còn nghiên cứu. Đây rồi. Nhiệm vụ kìa, có nhiệm vụ mà. Tuyển dụng số người sống sót để tham gia cuộc chiến này. Ôi, tôi hoàn thành nhiệm vụ ấy lâu rồi, tôi đến nhiệm vụ thứ 6 rồi. Nhưng mà bây giờ anh vừa mua súng thì súng nó ở chỗ nào đấy? Để trang bị. Nó ở trên cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy. Súng của em là số 6. Anh sao không có gì? Anh Thành vừa mua mà ta. Lừa à? Trôn Việt Nam rồi. Từ, nhưng mà nó không hiển thị thêm số 6 của anh vẫn bằng lấy số thôi. Nói gì? Game lừa các bạn ơi. Lừa rồi. Tuyển dụng một số người à? Tôi tuyển dụng cái gì ra đây? Tôi đang không có tiền. Không có đủ tiền để tuyển dụng một cái gì đó chứ. Mọi người ơi, mọi người có thể chơi này. Thêm quân không? Tí nữa nó sẽ đông hơn đó. Chưa có tiền các bạn ơi. Khả năng mình phải cân đo đong đếm lại cái chi tiêu của chúng mình thôi. Ôi, có một thằng gì ở dưới này này. Ôi. Đâu? Nhà thám hiểm ấy. Để em tuyển dụng nó về mới được. Thằng này thấy chúng ta. Thằng này thầy chứ ta. Phiêu lưu giữa thiên hà. Ê, mình nói chuyện được rồi, có cả cái đàn guitar luôn đấy. Ôi trời ơi. Đó, cái xe có 25 sọ này anh Thành ơi. Vừa luôn. Anh em ơi. Đâu, có xe không anh Thành ơi? Mua rồi mà để đâu ấy nhỉ? Lú thật. Mua xe rồi mà. Tay này bây giờ về làm nhân viên cho bọn mình các bạn ơi. Tay này có cả xe, có cả gì đấy. Không, nó là cái thằng du khách nó bán đồ cho mình thôi. Tay là thằng bán đồ giao dịch thôi.
Kiểm tra đi, anh mua xe rồi đấy em ơi, anh mua xe mua súng chả thấy được cái gì ở trong kho đấy. Xem nào, ảo thế nhỉ, sao anh Thành không có mà em mặc sẵn ở trên người luôn. Ờ dạ, anh phải tuyển dụng thằng này mới được. Mình bấm vào đâu nhỉ, bấm vào đâu để xem cái đấy nhỉ. Kinh là cười giấy chúc mừng, cái này là, ui giời ơi, đây là biểu cảm à. Bây giờ anh thử mua khẩu súng này 48 Robux xem chuyện gì xảy ra đấy không ạ. À, thế đấy, đây xem. Anh đầu tư hơi nhiều Robux nhưng mà chưa có gì xảy ra luôn đấy. Đấy, nếu cậu kia nhưng mà không biết để súng ở đâu các bạn ạ. Ảo thế nhỉ, thử cái dương này xem nào. À đây, có cái ba lô. Đâu, chỗ nào? Anh bấm phím ngã. Ờ, bị ngã nhưng mà không hiển thị, không thấy gì. Không hiển thị này, tôi cũng chẳng có gì trong đấy. Đúng rồi. Mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ô các bạn ơi. Ôi rồi, đấy. Hỏng rồi. Nếu mà mình mua một cái gì mới thì nó sẽ hiện lên. Ông ơi, ông đừng đào nữa. Quan trọng của chúng nó zombie lại xuất hiện rồi. Ơi, mua súng xịn rồi không dùng được các bạn ạ. What game? Cày lừa, thật sự anh em ơi. Cày tươi nhờ. Đâu rồi, từ từ anh phải nghiên cứu đã. Hay là mua cho bọn này ta? Không phải, không thể nào mua cho bọn này mà. Được. Đây là anh vào cửa hàng này anh mua mà, trời ơi. Ê, ui, ui, có một cái thằng nó chạy siêu nhanh lên đây luôn, đúng rồi, đánh nó đi nhân viên ơi. Càng ngày chúng nó sẽ càng lên cấp khỏe hơn mà. Ui, nhờn, con nhờn. Zombie bóng ma hả? Không, con này là con bác sĩ, nó mặc quần áo sơ mi trắng kìa. Đấy giờ, thấy anh nâng cấp, con này nó bắn súng này. Ôi anh ơi, em chấm máu luôn rồi mà. Phải cả đi vào nhà. Chạy vào đây, chạy vào đây. Bọn này khỏe quá, bọn này khỏe quá. Càng ngày chúng nó càng khỏe rồi. Ôi nó tràn vào đây rồi. Ôi, nhờn. Lính của mình có súng bắn không lại. Ủa súng của anh cay đợt đây anh mua súng xịn rồi. Ôi chết thôi, nó phá sắp hỏng cái lều mình luôn rồi. Hỏng không à? Rồi luôn, mỡ lanh tanh bành luôn rồi. Cái lều thất đẹp bại. Đồ ăn hại. Sao Mình xây lại. Xây lại được mà các bạn. Xây lại được. Quay à, rồi. Cho chung. Chúng ta chỉ sống tốt trong vòng 3 ngày mặc dù anh Thành đã tốn rất là nhiều Robux nhưng mà không thể làm gì khác được. Rồi anh em ơi, thế là team BQ Thành của chúng mình ngày hôm nay thất bại thật rồi. Cái bọn zombie nó quá là khỏe. Mặc dù anh Thành đã ngốn rất là nhiều Robux nhưng mà cũng không thể chống lại bọn nó bởi vì không dùng được những cái đồ VIP đấy. Nếu mà dùng được đồ VIP là anh em chúng tôi qua đấy chứ. Đúng rồi, game ảo thật đây, mua đúng xịn không biết dùng kiểu gì. Các bạn biết thì các bạn nhớ bình luận ở dưới cho mình và team biết nha. Hôm sau tụi mình sẽ làm lại. Ok. Rồi các bạn ơi và các bạn thấy cái video này hay, các bạn hãy để lại cho chúng mình xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye. Rồi, bây giờ chơi game khác.